Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Joe Biden đã quỳ gối dưới chân Iran chỉ sau một lời đe dọa. Biden đang vật lộn với chứng mất trí nhớ và truyền thông dòng chính đã che giấu. Thượng viện Arizona thông qua dự luật mở đường cho điều tra gian lận bầu cử. Chính quyền Biden hợp tác với Big Tech nhằm kiểm duyệt thông tin sai về vaccine. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cứng rắn tuyên bố rằng ông sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran ngay cả khi thúc giục nước này quay lại đàm phán hạt nhân. Vào ngày 15 tháng 2, một nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đã ném bom vào khu căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, Ba ngày sau, ngày 18 tháng 2, chính quyền Tổng thống Biden thay đổi chính sách với Iran khi tuyên bố sẽ quay lại đàm phán hạt nhân và dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với nước này. Vào ngày 18 tháng 2, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Mỹ sẽ chấp nhận lời mời của Liên minh châu Âu tham dự cuộc họp P5-1 và Iran, tức cuộc đàm phán giữa Iran với Pháp, Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức về vấn đề liên quan đến hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng viết thư yêu cầu Liên Hợp Quốc hủy bỏ các văn kiện liên quan đến lệnh trừng phạt đối với Iran do chính quyền Tổng thống Trump đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2020. Chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố trong thư rằng các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Iran đã được dỡ bỏ thông qua nghị quyết 2231 của Liên Hợp Quốc. Do đó, các tuyên bố trừng phạt mới của chính quyền Tổng thống Trump đối với Iran vào tháng 9 là không có giá trị, chính quyền tổng thống biden còn tuyên bố sẽ nới lỏng các hạn chế đối với các nhà ngoại giao iran cho phép họ tự do hoạt động ở new york và các khu vực lân cận trước đó chính quyền tổng thống trump đã quy định rằng tất cả các nhà ngoại giao iran có thể ra vào trụ sở liên hợp quốc ở new york và một vài con phố gần đó đồng thời quy định rõ đường bay khứ hồi của các nhà ngoại giao iran từ sân bay john f kennedy đến new york vào ngày 15 tháng 2, Iran đã tấn công vào một khu căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq với 15 quả tên lửa khiến một binh lính Mỹ và 5 nhà thầu quân sự bị thương, một nhà thầu khác bị thiệt mạng. Hai quan chức của Mỹ tuyên bố rằng người thiệt mạng không phải là người Mỹ. Các nhà quan sát cho rằng, động thái này của Iran dường như nhằm mục đích kiểm tra dũng khí của Tổng thống mới Biden cũng như gây ra thiệt hại cho phía Mỹ nhóm vũ trang hồi giáo Shia mới nổi có tên Lữ đoàn của những người bảo vệ bằng máu do Iran hậu thuẫn đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken bày tỏ tiếc giận về việc này, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành điều tra và truy cứu trách nhiệm. Tuần trước Tổng thống Biden nói với truyền thông Mỹ rằng Mỹ sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran ngay cả khi quay lại đàm phán hạt nhân với nước này. Chỉ khi Tehran ngừng hoạt động làm giàu uranium, Mỹ mới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trước đây, các khu căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq cũng thường xuyên bị các phiến quân địa phương thân Iran tấn công. Do đó, chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần ra lệnh ném bom vào phiến quân của Iraq và giết chết ông Qasem Soleimani, người đứng đầu quân đội Iran, gây chấn động thế giới. Ông Trump còn tuyên bố rằng Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 chỉ là vỏ bọc để Iran tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, do đó đã chuyển sang trừng phạt kinh tế và gây áp lực quân sự để buộc Iran từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Một loạt sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Trump đã khiến Iran rơi vào hoàn cảnh cùng cực. Sau khi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng, Iran đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời đòi bồi thường đối với những tổn thất mà chính quyền Tổng thống Trump đã gây ra cho Iran. Biden đang vật lộn với chứng mất trí nhớ và truyền thông dòng chính đã che giấu. Một nhà bình luận người Úc hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 2 cho biết điều duy nhất tồi tệ hơn tình trạng tâm thần của Tổng thống Joe Biden là mức độ mà các phương tiện truyền thông chính thống đã đưa tin về vấn đề này. Rõ ràng là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ông đã tuyên thệ thực hiện. Người dẫn chương trình Sky News, Corey Bernardi, một cựu nhân vật chính trị người Úc, cho biết trong đánh giá của ông về hiệu suất của Tổng thống Biden trong những tuần đầu tiên nắm quyền. Ông nói: "Chưa bao giờ nhà lãnh đạo của thế giới tự do lại bị tổn hại về mặt nhận thức như vậy. Đối với tôi, ít nhất cũng rõ ràng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải vật lộn với chứng mất trí nhớ và rõ ràng là không hoàn thành nhiệm vụ mà ông ấy đã tuyên thệ thực hiện." Ông nói, Bernardi nói Điều này đã rõ ràng đối với nhiều người trong chiến dịch bầu cử, nhưng vì sự cầm ghét Donald Trump của các phương tiện truyền thông dòng chính đảng phái và độc hại, họ chọn cách không nêu bật bất cứ điều gì có thể đã làm trật bánh chiến thắng của Biden. Và việc nâng niu đối với ông Biden hiện vẫn còn, ông nhận xét. Ngay cả bây giờ, sau khi ông ấy đã tuyên thệ nhậm chức, nhiều người trong số họ vẫn từ chối nói sự thật về sự thiếu năng lực của Biden. Ông Bernardi nói và thêm rằng Phó tổng thống Kamala Harris được giao nhiệm vụ gọi điện cho các nhà lãnh đạo nước ngoài, đó là một công việc thường được các tổng thống đảm nhiệm. Bernardi nói rằng nếu không xúc phạm cư dân nông thôn và cư dân nội thành thì Biden cũng sẽ để Trung Quốc thoát tội sau khi vi phạm nhân quyền. Tôi không ở đây tối nay để làm nổi bật sự suy giảm sức khỏe tâm thần của Joe Biden, nó quá rõ ràng và đó không phải là lỗi của ông ấy, Bernardi nói lưu ý rằng năng lực tinh thần suy giảm của Biden đã được những người ủng hộ ông biết rõ khi ông Biden tranh cử. Thay vào đó, Bernardi nhấn mạnh tới lỗi của các nhà báo, những người che đầy cho nhiệm kỳ tổng thống của Biden. Bernardi nói, tất cả đều khá ngớ ngẩn, nhưng ngay cả những người thông minh thường bị che mắt bởi những điều vô nghĩa do các phương tiện truyền thông chính thống đưa ra. Họ nhận ra mọi tội lỗi của Donald Trump, trong khi họ có vẻ có ý định phong thánh cho Joe Biden. Thưa nghị sĩ Arizona, thông qua dự luật mở đường cho điều tra dân lận bầu cử. Western Journal đưa tin, Thượng viện bang Arizona vừa thông qua một dự luật, theo đó sẽ cho phép cơ quan lập pháp tiểu bang gửi trác đòi hầu tòa đối với các hồ sơ bầu cử quan trọng, mở đường cho việc xem xét kỹ lưỡng hơn của một số dữ liệu gây tranh cãi về cuộc bầu cử năm 2020. Dự luật Thượng viện SB 1408 đã được thông qua với tỷ lệ phiếu thuận 14 trên 16, theo Arizona Mirror. Nếu dự luật cuối cùng được ký thành luật, luật sẽ buộc các quan chức hạt Maricopa phải giao nộp các tài liệu và các thông tin mà họ từ trước tới nay từ chối cung cấp cho cơ quan lập pháp tiểu bang trong một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra, bao gồm cả những máy bỏ phiếu. Trước đó, vào tháng 12, Ủy ban Tư pháp Thượng viện bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã ban hành trác hầu tòa, cho quận để chuyển giao tất cả các máy bỏ phiếu và phiếu bầu, nhưng ban giám sát quận Maricopa cũng do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã từ chối tuân theo. Ban giám sát sau đó đã nộp đơn khiếu nại lên tòa án, tuyên bố rằng ủy ban không có quyền đưa ra trát đòi hầu tòa và việc chuyển giao thông tin bỏ phiếu sẽ vi phạm luật tiểu bang, đồng thời yêu cầu thẩm phán đưa ra quyết định về việc liệu họ có phải tuân thủ yêu cầu của ủy ban hay không mặc dù các quan chức quận manicoba đã chuyển lại một số dữ liệu cho hội đồng thượng viện nhưng điều này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà lập pháp vào tuần tới thẩm phán timothy của tiểu bang thượng thẩm quận manicoba sẽ nghe các tranh luận để đưa ra quyết định của mình về việc liệu ủy ban tư pháp có thẩm quyền đưa ra những yêu cầu này đối với quận hay không SB 1408 được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Warren Peterson đề xuất sẽ cho phép cơ quan lập pháp yêu cầu tất cả các lá phiếu, thiết bị, hệ thống và thông tin khác từ các quận. Dự luật này, nếu được Hạ viện Mỹ thông qua và được ký bởi thống đốc đảng Cộng hòa Don Ducey sẽ áp dụng hồi tố, do đó trao quyền cho cơ quan lập pháp để tịch thu dữ liệu bầu cử năm 2020. Chính quyền Biden hợp tác với Big Tech nhằm kiểm duyệt thông tin sai về vaccine. Thưa quý vị, chính quyền Biden đang làm việc với Facebook, Google và Twitter để kiểm duyệt thông tin sai lệch về COVID và khắc phục tình trạng do dự tiêm vaccine, theo các quan chức cấp cao trong chính quyền nói với Reuters. Trước đó, chánh văn phòng John Klein từng cho biết chính quyền Biden sẽ làm việc với thung lũng Silicon về vấn đề kiểm soát thông tin sai lệch về COVID. Một nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters, Thông tin sai lệch gây ra sự do dự về việc tiêm vaccine sẽ là một trở ngại lớn đối với việc tiêm chủng cho tất cả mọi người và không có người chơi nào trong sân chơi thông tin lớn hơn các nền tảng truyền thông xã hội. Chúng tôi đang nói chuyện với họ để họ hiểu tầm quan trọng của thông tin sai lệch và thông tin đánh lạc hướng và cách họ loại bỏ chúng nhanh chóng. Nguồn tin cho biết, Tòa Bạch Ốc đang đặc biệt cố gắng đảm bảo những nguồn thông tin sai lệch sẽ không tạo thành xu hướng trên các nền tảng xã hội này và trở thành phong trào lớn hơn người phát ngôn của Facebook xác nhận rằng công ty đã chủ động liên hệ với tòa Bạch Ốc để đề nghị hỗ trợ chính quyền trong vấn đề. Người phát ngôn của Twitter cho biết công ty đang liên lạc thường xuyên với tòa Bạch Ốc về một số vấn đề quan trọng, bao gồm kiểm soát thông tin sai lệch về COVID-19. Nguồn tin chính phủ nói chuyện với Reuters xác nhận rằng các thông tin công nghệ đã tiếp nhận các yêu cầu kiểm duyệt nhiều hơn về thông tin sai lệch và hứa sẽ cập nhật thêm về nỗ lực kiểm duyệt của chính quyền Biden trong vòng 10 ngày tới. Theo Reuters, nguồn tin chỉ ra một cuộc biểu tình chống vaccine gần đây tại sân vận động Dodgers của Los Angeles là một ví dụ về các sự kiện mà chính quyền muốn ngăn chặn xảy ra trong tương lai. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.